trái ngược với cảnh ồn ào, xô bồ, tấp nập của thủ đô là khung cảnh ảm đạm của từng gian nhà trong khu trọ tồi tàn phía sau chợ đầu mối Long Biên, nơi những người lao động nghèo vất vả mưu sinh. Với tình hình vật giá leo thang, giá cả hàng hóa đắt đỏ, để bám trụ lại Hà Nội, họ phải chật vật xoay sở với từng bữa cơm hàng ngày. Cảnh không có lại còn phải chất chiêu cái tiền nhà, tiền cửa. Một tháng là phòng hơn 1 triệu, điện nước cái 5.000 một số. Tôi thì quá tiết kiệm luôn, thậm chí còn xuống sông hái cái rau về nấu canh hay hoặc luộc để ăn qua ngày đoạn tháng. Thế còn thì thịt cá thì họa hoàn thôi, chả có mà ăn được sung sướng như mọi người khác. Khó khăn vẫn cứ phải là no tiền nhà, một tháng 1,5 triệu, còn thì bao nhiêu thì mới chi ra mua thức ăn. Hôm thì ăn rau mua mùng tơi, hôm thì ăn mướp, hôm ăn rau cải, cứ thay đổi như thế thôi. Còn thịt thà thì nói thật khiếm khi đó, một tuần may ra mới được một bữa. Cô bí lắm, ra xin các cô ở chợ một bó rau về ăn vậy. Ăn thường thường là chúng tôi chỉ có một rau cỏ thôi. Thức ăn thì bà đi chợ được ít thì lại thêm bớt vào, gọi là ăn hà thần là tiện đấy. Cuộc sống ở thủ đô đầy những khó khăn, vất vả, nhưng những người lao động nghèo vẫn bám trụ bởi nhiều lý do khác nhau. Rồi không biết rằng những bữa cơm soàng xĩnh, những gánh nặng cơm áo, gạo tiền sẽ còn đeo đẳng họ đến bao giờ.